Không, bây giờ là 11 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2018. Thì tiếp tục đồ gỗ sung 8 là xin giới thiệu với quý vị và các bạn một bộ cuốn thư câu đối nữa. Bộ cuốn thư câu đối này là cũng được đục chạm hồng trĩ. Đây là hồng trĩ, có con chim phượng và hoa hồng thì chúng tôi gọi là hồng trĩ. Ở giữa cuốn thư này thì là được đục chạm ba chữ Đức Lưu Quang trên nền gấm. Và tôi có dịch ra tiếng Việt bên dưới này. Ba chữ Đức Lưu Quang này có ý nghĩa là đức độ tỏa thì sẽ tỏa sáng muôn đời. Còn hai bên là câu đối thì được đục chữ Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Thì hai câu đối này có ý nghĩa là thờ phụng tổ tiên thì là muôn đời thịnh, còn con cháu ngoan hiền thì vạn đại vinh. Đó là ý nghĩa của bộ cuốn thư câu đối này. Còn bây giờ tôi sẽ quay gần, quay chi tiết cho mọi người xem cái đường nét chi tiết của bộ cuốn thư câu đối này. Toàn bộ là được đục chạm thủ công bằng tay hết. Bên trên này đục chạm hoa mai này, đây có quả đào và quả hồ lô, quả bí hồ lô. Câu đối này thì được đục hồng trĩ, đây là hoa hồng rất đẹp nhé. Hoa hồng ở đây, chim trĩ này, hồng trĩ này. Đây, chúng tôi có dịch chữ tiếng Việt ở đây, bên dưới chữ nhỏ để cho mọi người sẽ đọc hiểu ý nghĩa của nó. Hoàn toàn bằng 100% mà chất liệu là gỗ mít và được đục chạm thủ công bằng tay. Rất là cân bằng này. Mọi người thấy cân bằng rất là đẹp. Mọi người thì ai mà có nhu cầu tham khảo hoặc đặt mua bộ cuốn thư câu đối như thế này thì là vui lòng liên hệ số điện thoại 0987 510806 hoặc truy cập website đồgỗtùng8.com. Thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá chi tiết và cụ thể cho mọi người. Tôi xin chào nhé và hẹn gặp lại trong những clip sau.